Mình chào quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hôm nay hẹn đi với ba hẹn tới xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để cưa cây sao. Sao này nè. Dạ bác ba, cho con hỏi bác ba thấy tại sao mà thấy mình không muốn cưa cái đọt của cây sao này bác ba? Bởi vì đây là bị già quá nhiều. Dạ. Dạ, bởi vì bên đây có bên kia có dưới hàm cũng không hiểu. Dạ. Sợ cái hai nó tét. Dạ. Rồi coi trên mạng rồi gặp chính này rồi kêu ổng lên giúp giùm. Dạ. Dạ. Không có gì. Dạ. Cái cây sao này bác ba có được biết đó được khoảng bao nhiêu năm tuổi chứ không? Hồi tôi mua mấy đất này thì nó có bờ lớn vậy nè. Dạ. Mà hôm nay chắc khoảng hai mấy năm á. Hai mấy năm rồi đó. Mà nó bự dữ lắm luôn. Dạ, cái miếu này là mình tự phát hay là sao? Cái miếu này hồi đó đó là miếng đất này người ta có thờ cúng. Dạ. Rồi người ta phá đi. Hồi bố bằng cây không à. Dạ. Người ta phá rồi bắt đầu cái về mới xây dựng lại. Người có rú sớm cô bác người ta lại súng. Ta... Dạ, người gom góp miếng. Ba mươi mấy năm rồi chứ đâu hai mấy. Hai mấy năm à, hồi ba anh mua đất hai mấy năm à. Mua đất là nó có rồi. Nó có là mới bơ lớn à. Dạ. Ba chạy cái sao vậy to. Ừ. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn. Tôi thấy trên mạng coi ông hoài đó, người biết. Dạ, vậy là con fan thầm một chứng. Trời ơi, coi tùm lum hết trơn mà, đi ra tới đồng gì. Cái ngoài năm đồng luôn á, cắt mấy cây gì đó. Dạ tới mình phước. Rồi lúc có rảnh rồi tôi vừa coi. Dạ. Coi ngồi các nhúc hạng nào không biết cái gì không. Dạ. Chích queo quá đi leo lên mà quấy không tôi phát sợ đó. Dạ. Cái bàn chích khô. Ừ. Gớt chung một nhánh không còn cái gì cho nó banh chành nhánh hết trơn. Dạ. Nó một hết trơn luôn mà. Dạ. Dạ. Ổng rồi mới nói là các cây là khéo nhất. Dạ. Dạ. Mấy cây dừa mà ổng đổ một cái dừa bay qua sau lưng luôn mà. Dạ dạ. Còn cái cây gáo mà cây gáo mà nó ngã xiêu qua nhà người ta đó mà nắm kéo trở lại đó. Dạ, lấy ba lan kéo. Ờ, lấy ba lan kéo luôn. Bữa đó cắt gần đứt cái ba con leo lên lại. Ừ, cắt gần đứt leo lên. Đó tôi có coi hết mà cái clip nào tôi cũng coi chứ. Dạ. Vậy là hôm nay bác ba được lên TV luôn rồi. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn bác ba. Cái miễu này là miễu đổ không nè, từ dưới đổ dài lên luôn, không có cục gạch nào hết trơn á. Dạ. Chỉ là lợp ba cái ngói trên đây nó cho có màu mè vậy thôi, có ngói thôi. Dạ. Hai đứa nhà cửa người ta vậy nè, sợ nó trên kia nó tát một cái là nó vớt sập nhà ta. Dạ. Sợ sập nhà ta. Năm nay muốn hả? Ở đây là mình... Chia sẻ trồng sớm thì lắm á. Gió dọc rồi. Cái này đó là để cho leo. Giờ ba của hàng đang chuẩn bị cưa mà trời đang mưa luôn quý vị. Không mưa lớn không bay. Không mưa lớn. Mưa này sợ mưa lớn rồi ba lại lên mất công. Đặt này đi giá luôn rồi. Mưa lắm không à. Mưa lên tông, bục cái này.
Hy vọng là mưa không lớn để bắt cái đồng chua. Cái này chúng rồi kéo không lo chân cục gì đâu, kéo hết là tay cảnh. Rồi mua đi về lấy vô chứ có gì không? Đây bể, về cho bể đi nữa, mua cũng khác, lót lại. Bể góc rồi. Chờ xíu luôn ông Chính. Ông gỡ gỡ nhánh thôi luôn giùm tôi coi. Con lát một chút đã sao? À. Rồi ngồi luôn nó lớn rồi nữa đó. Cái tột á. Bây giờ ấy ở dưới dịnh giùm trên này nha. Ba dùng cái cho lên đi. Buông xả từ từ thôi, xả từ từ, rồi xả từ từ xuống, từ từ thôi, từ từ. Đây là người đang xuống anh ba. Rồi. Ba của Hiền rồi. Đưa đưa đọt ra, đưa đọt ra. Đây đây con thú. Vô đọt qua cho nó đi vô. Rồi nắm 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 sợi dây để rút con ha. Rút mạnh đi, rút mạnh lại đi, rút mạnh lại đi. Nhiều luôn, nhiều luôn, nhiều luôn. Rồi. Chừng nào ông kêu buông buông. Rồi buông từ từ ạ. Buông từ từ đi, từ từ ạ. Từ từ. Rồi.
Ồ, để cắt cái được. Cúc dây gì, cúc dây gì đó, cúc dây giùm không? Rồi, 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 giúp cúc dây mà. Rồi, rồi, dịnh hai người con dịnh chắc nha. Rồi, 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 rồi. Cái gì sao không lấy nghe nó được? Dạ không, không, bỏ bỏ đỏ ở đây. Bỏ vậy hả? Dạ bỏ vậy. Cái nhỏ giờ nhỏ rồi không một phần tự nhiên nữa. Gõ giữa cái tên nhà. Rồi. Nhưng mà... mày mày nút mày đâu rồi? Nút chạy đâu được qua đây mà không được qua đi. Cốc tao luôn, cốc nó chết.
đó. Cây cốc phụng hả? Cây cốc của ta không chết. Cây cốc cây dưỡng không? Cây cốc luôn. Cây cốc chà bá lửa cái nó bị con ấy ăn sụn. Cắt đi. Mà trong mất tiêu cái chìa khóa rồi đâu có lấy tiền được không? Mà mướn. Qua nay tôi kiếm cái chìa khóa thân phận ở đó thôi. Cái chìa khóa là bình. Đi lại gấp quá. Bỏ mấy cái trà cái đó. Ông cô cái chút xíu sướng ông hai chai. Gấp con gốc nữa. Gốc con kia xuống đó, gốc con kia đúng không? Gốc con nào nói đâu. Con gốc quá. Rồi rồi. Sẵn hả? Dợm chứ người ta dợm trong cái điện thoại nè, khói nước lên dợm như mất công mỏi cổ. Dợm trong điện thoại nè. Thôi. Bàn trắng luôn. Giờ ba ngắn luôn rồi, một cây dài đó. Nhỏ mà. Cái này nhỏ mà. Là chút xíu đụng mà xuống mà ông ba ly vô một chỗ. Sao mình nhớ nó bệnh là tốt còn sao, con chìm cho nó. Quay phóng to thấy bự ha, rõ luôn ha. Dạ. Phóng to bự. Ai cũng ngước lên, giống mỏ mình quán bây giờ mình qua coi. Mỏ ngước lên không? Lấy điện thoại tao qua, tao quay lên tao dọn không chịu đâu. Rút rút cùng dây kia rồi, rút cùng dây kia. Rút cùng dây dưới. Dạ. Rồi gấp. Đó, vậy nó chạy chưa? Nó chạy lên nó tụt xuống mạnh lắm. Vịnh vịnh chắc nha bác, vịnh chắc luôn. Dễ gì nó xây nổi, nó vậy chứ. Nó dùm có nóng vô cái cây á. Dạ, không thấy dạ. Nữa trời. Mời đánh đánh. Cái nhào, dạ, ngắm. Từ từ từ, cho nó ổn định ra cả. Từ từ nha. Muốn giấy đi. Được đó. Mẹ là cái nông trống. Mày cứ em đi, mày cứ em tao, nhỏ đi, cứ em. Cái này đâu đây?
chuồn nhất là thở quên ba. Ừ. Có chuồn nhất là thở không? Căng gà nó coi coi cái nào đó, coi ấy là chuồn cái nào người nằm ngoài đó đó. Nếu ngoài chứ không. Không, vừa chuồn lúc này chắc luôn. Nếu ngoài chắc là chuồn chuồn cái nào quên kia nào mà xong đó. Cái này á. Ừ, cái nào đó cũng được, đừng ngay nhà ta là được rồi. Không, không cần cắt, cắt nách đó, cắt trên đây là nó không có sợ tét nữa rồi. Nó đâu có tét rồi, bộ miên nó tét, nhưng cắt hết cái bàn nó đâu có sợ tét. Làm sao đừng cho nó tét là được rồi. À, cắt bớt không có tét, khỏi cần cắt sát. Còn cái nhà nắng không, cũng có người dữ lắm luôn. Nặng à, nặng nha bác. Hai ba người đi nặng á. Nặng á, nặng á. Nhưng mà nó gãy xuống là rồi xuống đi, xuống này xuống chú coi. Rồi xuống xuống xuống. Vô sào. Vô sào. Thôi rồi, để còn cắt cái kéo lên. Rồi nhấn dài lên. Thua rồi, thua rồi. Để cắt cái đó là tụt nữa à. Này nặng hơn hai cái máy kìa. Quá đâu có tin trời rồi đó. Nắng cho phải. Nắng luôn tính nặng hoài. Thì không muốn cái dây được nữa. Tại không có dao cái sao nó nhám. Thả ra từ từ đi. Nhám đâu có ai đâu. Nhám đâu có chạy như vậy mình. Thả từ từ đi. Dịnh 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 dịnh. Từ từ đi. Dịnh nặng á, nặng á. Nó còn nặng. Ủa mà phải vô đò nè, nãy có gì nhỏ rút dẫn luôn. Nghe không? Nghe. Thả ra. Từ từ. Đẩy 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 cái đọt qua cái chậu cái. Để hư cái nhánh à. Ông có cái cây coi trên mạng đó. Rồi rút dây em con má ơi. Yeah.
để rọt đi. Chưa chưa. Quan nha. Rồi xuống xuống từ từ đi. Rồi xuống đi. Từ từ thôi, từ từ thôi. Rồi xuống. Xuống luôn. Xuống luôn đi. Rồi để cắt cái mới được. Rồi cắt đi. Rồi. Cắt cái này nha, nó chọc. Rồi rồi kéo kéo xì dây một con thôi. Rồi giờ nghỉ chắc